Xin chào mọi người, mình là Lê Hoàng. Trước mặt của anh chị và các bạn chính là một bộ combo K10 rất là huyền thoại từ trước đến giờ rồi. Lê Hoàng đã chia sẻ trên kênh YouTube đến thời điểm này cũng khoảng gần chục năm rồi và vẫn chia sẻ rất là nhiều về dòng sau kẹt K10 này cho anh chị và các bạn. Cái dòng này là một cái dòng với cái chi phí rất là hợp lý và cái âm thanh của nó thì hay và nó có 16 chế độ vang. Echo Reverb ở đây rất là hay nè. Và chúng ta có thể tùy chọn những chế độ vang mà chúng ta yêu thích. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn được rất là nhiều anh chị em chúng ta lựa chọn cái dòng K10 này. Mặc dù là có rất là nhiều những cái dòng sao kẹt ở trên thị trường, có tiếng cười, vỗ tay, đèn LED lung linh. Tuy nhiên thì những cái dòng đó anh chị và các bạn mua về một vài lần sử dụng và anh chị và các bạn có phản hồi là không có thích, cũng như là cái chất lượng của nó không có hay. Và cuối cùng là anh chị và các bạn vẫn chọn cái dòng K10 này trong cái chi phí vừa phải. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết hợp với lại một con micro đến từ thương hiệu LHS Audio, đó là con micro LH20. Thì trong những cái dòng micro nguồn 5V phân khúc dưới 1 triệu thì cái con này Lê Hoàng đánh giá là nó rất là tốt trong cái tầm tiền. Và kết hợp với K10 thì đây là một bộ rất là ok luôn. Bây giờ Lê Hoàng sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị em mình cái cách lắp đặt cũng như là cách sử dụng đối với cái bộ combo này nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng K10 thì chúng ta phải lấy nguồn. Thì đi kèm theo bộ nó có những cái dây như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái dây này để chúng ta lấy nguồn cho cái con sao kẹt K10. Có một cái chú ý như thế này. Anh chị và các bạn, khi mà chúng ta sử dụng với máy vi tính á, thì cái dây này nè, chúng ta sẽ ghim cái đầu này vào đây. Rồi, cái đầu còn lại này, chúng ta sẽ ghim vào cổng USB trên máy vi tính, trên CPU hoặc là laptop ha. Thì cái cổng dây này, nó vừa là dây cấp nguồn cho K10, cũng vừa là dây lấy nhạc cho K10 luôn. Chúng ta chỉ cần ghim một dây này vào máy tính là chúng ta mở máy vi tính lên, lấy nhạc YouTube, mọi thứ đều qua cổng này luôn, cấp nguồn, cấp nhạc cổng này. Còn trong trường hợp anh chị và các bạn, chúng ta sử dụng điện thoại, chúng ta không có xài máy vi tính, chúng ta sử dụng điện thoại, một cái lấy nhạc, một cái thu âm, thì cái đầu này rất là đơn giản, chúng ta cấp nguồn cho nó bằng rất là nhiều cách. Thứ nhất, anh chị và các bạn, chúng ta có thể ghim vào trong những cái ổ điện, nó có sẵn cái cổng USB như thế này này. Đây, như thế này, là chúng ta ghim vào. Đó, khi mà anh chị và các bạn ghim vào, thì nó sẽ tự động sáng đèn lên như thế này là lấy nguồn được cho K10 rồi. Tại vì nó là nguồn USB 5V, rất là dễ luôn. Hoặc là chúng ta có thể lấy nguồn ở những cái adapter củ sạc điện thoại như thế này này. À, ở nhà chúng ta có những cái củ sạc điện thoại nó có sẵn cổng USB nè. Chúng ta sẽ ghim nó vào đây. Và chúng ta ghim vào trong điện gia đình là lấy được nguồn cho con này. Hoặc là chúng ta có thể ghim vào những cái cục pin sạc dự phòng cũng được luôn. Lưu ý, cái cục này nó không có nằm trong cái bộ. Đây là cái cục sạc riêng của Lê Hoàng. Lê Hoàng chỉ ví dụ cho anh chị và các bạn thôi nha. Nhớ là chúng ta có thể mua thêm hoặc là ở nhà có thì chúng ta tận dụng nha. Bỏ ra, không phải là của cái bộ này. Rồi, khi chúng ta lấy nguồn cho cái con này xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy nhạc. Lấy nhạc thì chúng ta sẽ sử dụng cổng dây này. Nó có hai đầu 3.5. Thì ở mặt sau nó có cái đường là Music In, có nghĩa là đường cấp nhạc vào, chúng ta sẽ ghim vào đây. Ghim sát vào như thế này ha. Chúng ta nhớ là không có được ghim mà kiểu lơ lớ như vậy là không được. Chúng ta phải ghim sát nó vào như thế này. Rồi, và cái đầu còn lại này thì chúng ta sẽ ghim vào trong điện thoại. Một cái điện thoại. Cái điện thoại thứ nhất này chúng ta sẽ mở YouTube lên và chúng ta sẽ phát nhạc nó đi vào trong cái K10. Rồi, tới đây là chúng ta cần phải có một cái điện thoại để chúng ta lấy nhạc. Còn nếu anh chị và các bạn không thích lấy nhạc từ điện thoại, chúng ta có thể lấy nhạc từ trên iPad cũng được, TV xuống cũng được. Thì tùy theo TV của anh chị và các bạn, cái đường ra nhạc là đường nào, chúng ta sẽ sử dụng cái đầu dây cho phù hợp ha. Rồi, đơn giản thế này thôi. Rồi, cái đường này cấp nhạc ở trên điện thoại xuống ha. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ ghim tai nghe. Tai nghe thì tùy theo đợt hàng mà trong combo, Lê Hoàng sẽ tặng kèm cho anh chị và các bạn một cái tai nghe như thế này ha. Rồi, chúng ta sẽ ghim tai nghe vào trong cái đường headphone ở đây. Đó, chúng ta nhớ là ghim sát vào nha. Ghim sát vào như thế này.
Và tiếp theo là cái đường micro. Thì đây là con micro là H20 mà Lê Hoàng có chia sẻ. Và nó có một cái dây hai đầu, một đầu Canon ra 3.5. Cái đầu Canon này chúng ta sẽ ghim vào micro. Chúng ta thấy này, nè, nó có ba cái chấu nè, chúng ta để cho nó. Đây, ở đây nó có cái chỗ lòi ra nè, ở đây hổng vào nè, chúng ta để cho nó khớp vô, rồi chúng ta để mạnh vô nè. Ok, trường hợp chúng ta muốn mở micro ra, chúng ta đừng nắm giật ra như thế này, mà nó có cái chấu nè, chúng ta nhấn nhẹ vô. Rồi, chúng ta kéo nó ra như thế này. Rồi, tương tự, ghim vô cũng vậy ha. Ok, rồi, cái đường 3.5 này thì chúng ta sẽ ghim vào trong cái cổng micro mic 1 ha. Ghim vào cổng mic 1. Ok. Và tiếp theo là chúng ta dùng để thu âm livestream thì chúng ta sẽ sử dụng cái cọng dây này. Và nhớ là chúng ta cần có một cái điện thoại tiếp theo để chúng ta thu âm vào trong điện thoại hoặc là phát livestream. Đơn giản thế này thôi. Nó sẽ có 3 đầu. Chúng ta sử dụng cho Hoàng hai cái đầu này. Một cái đầu hồng và một cái đầu đen. Cái đầu màu hồng này thì chúng ta sẽ ghim vào trong cái cổng kế bên cổng tai nghe ha. Nè, headphone là cổng tai nghe thì chúng ta sẽ ghim vào cổng kế bên. Rồi, ghim vô như thế này. Ghim sát vào nha. Rồi, cái đầu màu đen này thì chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại tiếp theo. Cái điện thoại khác nha. Khác cái điện thoại lấy nhạc hồi nãy. Đó. Rồi, chúng ta sẽ thu âm bằng cách nào? Chúng ta sẽ mở camera quay video. Và chúng ta sẽ quay lại, chúng ta vừa hát thì nó sẽ thu âm hết vào trong cái điện thoại của chúng ta. Vừa có video, vừa có âm thanh từ cái bộ sao kẹt này truyền qua đây vào trong điện thoại luôn. Rồi, chúng ta có thể phát live stream lên trên các app Facebook, TikTok, vân vân ha. Đó, bằng cái điện thoại thứ hai. Rồi, tới đây có nhiều anh chị và các bạn nói là anh Hoàng ơi, điện thoại bây giờ á, nó không phải là cổng 3.5 nữa, mà những cái dòng như là iPhone 7 tới iPhone 14 á, là nó là cái cổng Lightning. Cổng Lightning là cổng này nè. À, cổng Lightning là cổng này nè. Rồi, thì không có ghim được thì chúng ta phải cần có một cái rắc chuyển như thế này nè. Một cái rắc chuyển như thế này để chúng ta ghim vào trong đây. Rồi, cái này chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại iPhone. Đó, thì chú ý là anh chị và các bạn nếu có cái này rồi thì thôi, còn nếu chưa có thì có thể liên hệ cho bên mình để mua, hoặc là có thể mua ở bất kỳ những cái cửa hàng nào mà bán cái rắc chuyển này chính hãng của Apple nha. Và những anh chị nào chúng ta xài iPhone 15 Pro Max hoặc là điện thoại Android thì chúng ta có thể mua cái cổng từ Type-C chuyển ra 3.5 cái ha. Rồi, có thể mua ở bất kỳ những cái cửa hàng chính hãng nha. Rồi, nếu mà anh chị và các bạn chúng ta không muốn mà phải sử dụng rắc chuyển rồi một cái dây đơn giản như thế này, chúng ta muốn một cái thiết bị nó xịn hơn để hỗ trợ cho cái việc livestream stereo chất lượng. À, cái này là không phải trong bộ nha, cái này là mua riêng nha. Đó, Lê Hoàng để riêng ra. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại thì anh chị và các bạn chúng ta đang nghe được cái âm thanh mà Lê Hoàng đang thu trực tiếp từ cái con K10 vào trong điện thoại đang quay phim. Vừa rồi thì Lê Hoàng đã hướng dẫn cho anh chị và các bạn chi tiết cái cách để chúng ta lắp đặt cái con sao kẹt K10. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn về cái cách chỉnh ha. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta cùng nhìn thấy hiện tại đang là cái đèn màu xanh dương. Và đây là cái nút chỉnh 4 cái chế độ. Chế độ hiện tại là màu xanh dương là nó có 16 chế độ vang. Nó sẽ lấy 16 chế độ vang bằng cái nút này ha. Chúng ta cứ việc nhấn nè. Lô 1, 2. Chúng ta vừa nhấn và chúng ta vừa nghe coi chế độ vang nào chúng ta thấy thích ha. Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tới 16 chế độ vang lận. Đó. Chúng ta vừa nhấn và vừa chọn. Coi cái nào vang ít, vang nhiều. Cái nào mình thích thì mình sẽ để lại phù hợp với chất giọng ha. Đó. 16 chế độ vang. Rồi, như thế này. Ok. Đó. Và một cái mà Lê Hoàng rất là thích trên con K10 này, đó là 16 chế độ vang ở đây. Trong tầm cái phân khúc sao kẹt giá rẻ thì cái con K10 này phải nói rất là đỉnh. Chưa có cái con sao kẹt nào mà qua mặt được cái con này. Với 16 chế độ vang ở đây rất là hay. Rồi, anh chị và các bạn chúng ta chỉ cần chọn chế độ vang yêu thích, mở nhạc lên và hát thôi. Kết nối xong là hát rất là dễ dàng luôn, không có gì khó khăn hết, ai cũng làm được. Rồi,
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó qua chế độ khác bằng nút này. Ok. Rồi, có 4 chế độ nhưng chúng ta chỉ quan tâm dùm cho Lê Hoàng hai cái chế độ mà chúng ta thường sử dụng. Một là màu xanh dương lúc nãy, nó có tích hợp 16 chế độ vang. Còn hai là chế độ xanh lá cây. Cái màu xanh lá cây này á là cái chế độ tiếng mộc, nó sẽ không có lấy cái tiếng vang vô nữa. Và với chế độ này á, anh chị và các bạn chúng ta có thể kết hợp với lại tất cả các loại phần mềm thu âm mix nhạc hiện nay, kết hợp với máy vi tính là chúng ta sẽ thu âm vào rất là hay, và chúng ta sẽ điều chỉnh những cái tiếng vang ở trên phần mềm. Đó là trong trường hợp anh chị và các bạn nào chúng ta muốn chuyên sâu hơn, chúng ta sẽ kết hợp được với lại phần mềm thu âm thì để chế độ xanh lá cây này. Hoặc là anh chị và các bạn nào chúng ta thu podcast, giọng đọc, kinh Phật, truyện ngắn, thu quảng cáo, thu voice, vocal thì chúng ta để chế độ xanh này, nó sẽ không có tiếng vang vào mà cái âm thanh thu vào, anh chị bạn thấy này, rất là trong trẻo luôn. Đó. Rồi, trường hợp anh chị và các bạn chúng ta thu âm ở chế độ xanh lá cây này mà kết hợp với lại phần mềm mà nó hay bị dính cái nhạc beat vào trong cái vocal thì xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ nhấn giữ nút này nè. Nhấn giữ khoảng 3 giây cho nó tắt cái đèn đi. Thì khi tắt đèn đi là nó sẽ thu vocal vào rất là tách bạch rõ nét và không có bị lẫn cái tiếng beat vào. À, chú ý ha. Còn muốn mở lại chúng ta sẽ nhấn giữ ở đây. Rồi nó sẽ mở lên thôi. Đơn giản. Đó, đơn giản thế này thôi là sử dụng ok rồi. Và cái chế độ chúng ta quan tâm nhất là chế độ này. Đó, chế độ xanh dương có 16 chế độ vang và chúng ta điều chỉnh ở đây nè. Đó, lô 1 2 2 2 rất là nhiều luôn nè. Đó, chúng ta cứ lựa chọn và chúng ta hát thôi. Đó. Rồi, những cái dòng sau cạc càng mới ra bây giờ á, nó đầy đủ đèn led các kiểu nhưng mà nó không có 16 chế độ vang này. Nó chỉ là một cái nút vặn cái echo lớn nhỏ thôi. Nó không có nhiều cái chế độ vang như thế này. Cho nên cái dòng này nó sẽ phù hợp cho anh chị và các bạn chúng ta sử dụng, những cái người mới bắt đầu ha. Đó. Rồi, chỉnh thì như thế nào? Bên trái có 3 nút, bên phải có 3 nút, rất là dễ chỉnh. Giờ nó bên phải trước đi. Bên phải, cái nút đầu tiên trên cùng nè, red volume nè. Cái nút này chúng ta cứ luôn để 100% dặn theo chiều kim đồng hồ. Nè, từ trái sang phải dặn theo. Music volume là âm lượng của nhạc beat, nhạc từ trên máy vi tính. Nhớ là cái nút này chỉ có tác dụng khi chúng ta lấy nhạc từ cái cổng USB kết hợp máy vi tính. Còn khi mà chúng ta lấy nhạc từ cái cổng dây trắng này ghim từ điện thoại vô thì cái nút này nó không có tác dụng. Nút này nó chỉ có tác dụng khi chúng ta lấy nhạc từ máy vi tính. Mình ví dụ ha, mình đang kết hợp máy vi tính để lấy nhạc xuống nè. Đó, đang có tiếng nhạc. Đây, mình đang vặn thế này là nhạc sẽ nhỏ lại nè. Đó, lại to lên nè. Đó, nhỏ lại. Ok. Rồi, tiếp theo master volume là âm lượng tổng. Đó, chúng ta điều chỉnh sao cho phù hợp là được ha. Ok. Rồi, Bên này nó có 3 nút. Đầu tiên từ trên xuống ha, chúng ta sẽ có mid bass, là cái nút chỉnh cái độ bass, độ ấm của cái giọng ha. Ví dụ mình tắt hết nè. Lô, nghe nó rất là mỏng ha. Chúng ta tăng lên từ từ nè. Lê 6 1 2 2 2 2 6 6 thì tùy theo thôi anh chị và các bạn, chúng ta để sao cho nó phù hợp ha. Đây, chỉnh được cái tiếng bass của micro thu vào nè. Đó. Rồi đây là chỉnh tiếng trep nè, tắt hết nè. Lên nè, nó sẽ sáng từ từ nè. Lê 6 1 2 2 6 6 lô 1 2 2. À, chỉnh sao cho nó phù hợp giọng chúng ta là được. Bên này là âm lượng của micro. Đó, lớn nhỏ thế nào tùy ha. Nhỏ xuống nè. Lô 1 2 2. Lớn lên nè. Chỉnh sao cho nó cân đối nha. Đừng có chỉnh mà nó quá to, nó sẽ bị vỡ cái tiếng, nó sẽ không được hay. Rồi, một cái chú ý nè. Cái logo K10 như thế này. Đây, để như thế này. Thì khi mà chỉnh cái hàng nút bên này á là chúng ta sẽ quay lại như vậy nè. Và chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ như vậy nè. Đó. Nhớ nha. Rồi, bên này cũng vậy. Muốn chỉnh bên này thì chúng ta sẽ vặn theo chiều
kim đồng hồ. Đó, từ trái sang phải, từ trái sang phải, từ trái sang phải. À, nhớ chú ý. Rồi, đơn giản như thế này thôi. Và ở phía sau này nó có một cái lỗ nhiều nút nè. Như anh chị và các bạn hỏi là cái này dùng gì? Thì cái cổng này là sử dụng để cho anh chị và các bạn chúng ta có thể live stream với cái cổng dây live đi theo bộ mà nãy Lê Hoàng không có chia sẻ. Lê Hoàng chia sẻ là anh chị và các bạn chúng ta sử dụng dây live ba màu ha. Đó, ok. Rồi, đơn giản vậy thôi. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho anh chị và các bạn rất là chi tiết về cách lắp đặt cũng như là sử dụng của con sao cạc K10 và micro LH20. Anh chị và các bạn yêu thích dòng sản phẩm này, nhớ liên hệ cho bên mình qua hotline có Zalo 0989737960, 0777766337 hoặc là truy cập trực tiếp vào trên website lehoangstudio.com. Và xem những sản phẩm khác thì anh chị và các bạn chúng ta nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh YouTube cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip mới lên á thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được thông báo về clip ngay lập tức nha. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.